Tổng thống Nga Putin sắp thăm Triều Tiên. hãng thông tấn RIA, Nga, đưa tin hôm 24 tháng 5, điện Kremlin cho biết họ đang chuẩn bị chuyến thăm chính thức đến Triều Tiên của tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, như mọi người đã biết, tổng thống Putin có lời mời hợp lệ đến thăm chính thức Triều Tiên. Chúng tôi sẽ thông báo về thời gian của chuyến thăm trong thời gian sớm nhất. Các chuyên gia quân sự cho rằng Triều Tiên và Nga là hai quốc gia đang hứng chịu các lệnh trừng phạt từ quốc tế và chính điều này đã đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn. Phía Hàn Quốc và Mỹ còn liên tục tung ra loạt bằng chứng về việc Moscow và Bình Nhưỡng trao đổi vũ khí, công nghệ cho nhau. Trong khi đó, Washington và Kiev cũng cáo buộc quân đội Nga sử dụng vũ khí do Triều Tiên gửi đến để tấn công vào Ukraine. Lần cuối cùng ông Putin đến thăm Triều Tiên là vào năm 2000. Trong chuyến thăm năm đó, tổng thống Nga đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ là ông Kim Jong Il ở thủ đô Bình Nhưỡng. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm Nga từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kim đã đến sân bay Vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, sân bay Nevychi ở vùng Primorsky và vùng Vladivostok. Ngoài ra, cũng trong chuyến thăm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ông Kim Jong-un đi xem các máy bay ném bom chiến lược của Nga như Tu-160, Tu-05 và Tu-22M3. Tất cả đều có thể mang theo vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters. Reuters cho biết ông Kim Jong-un cũng đã đặt câu hỏi về cách tên lửa được triển khai từ máy bay, đôi khi mỉm cười và gật đầu khi nghe giới thiệu nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng được xem tiêm kích đánh chặn mi 31 y với tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Kim Giang, theo hãng thông tấn Ria, Nga. Giới quan sát phương Tây khi đó cho rằng lãnh đạo hai nước Nga và Triều Tiên có thể sẽ ký kết thỏa thuận quân sự giữa hai bên. Đồng thời, Washington và các đồng minh lo ngại chuyến thăm Nga của ông Kim có thể giúp tăng cường sức mạnh quân sự của Moscow ở Ukraine, cũng như thúc đẩy chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Moscow không có kế hoạch ký kết bất kỳ thỏa thuận chính thức nào trong suốt chuyến thăm của ông Kim. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.